càng lớn tuổi thì càng phải chăm sóc, mà chăm sóc thì phải trung thành, có nghĩa là dưỡng là phải trung thành với cái dòng dưỡng đó. Mọi người cứ thay đổi liên tục, mọi người nghe ai quảng cáo mọi người cũng thay đổi chứ. Thường á là những cái mà nó có hiệu quả liền là nó sẽ sau đó là mang tinh thần phá hoại, là hư da hết. Và những cái gì đó nó từ 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 từ, nhưng mà mọi người sẽ có được một cái làn da đẹp vĩnh viễn, đẹp mãi mãi. Thì mọi người muốn cái gì? Muốn liền không? Muốn liền để sau này, muốn liền để một thời gian sau để cái mặt mình rách như cái mền rách không? Đừng có vậy nha. Phương Lê mong rằng tất cả mọi người đều có một cách chăm sóc da đúng đắn nhất, đều có một cái cách dưỡng da mà mọi người suy nghĩ nhất và trung thành nhất, đặc biệt là trung thành. Thí dụ như mọi người đang dưỡng cái dòng nào đó mọi người cảm thấy ok rồi, mọi người không nghe ai hết, không đổi gì hết á, thật sự như vậy đó. Nếu mà đã chăm sóc da rồi thì nên lựa một cái dòng sản phẩm nào đó cực kỳ an toàn. Thí dụ ngày xưa đến giờ mọi người lăn tăn, mọi người chưa có tìm được một cái dòng nào đó để mọi người tin tưởng, thì ngày hôm nay mọi người cũng biết là Tronami là sản phẩm mà nó tuyệt vời như thế nào rồi, nó tuyệt vời, nó mới nuôi được cái da của Phương Lê. Chứ nếu mà Phương Lê mà không có làn da vậy thì làm sao mà Phương Lê tự tin livestream với mọi người? Thì mọi người phải thấy được là cái hiệu quả của thương hiệu Tronami, là hiệu quả của mỹ phẩm Tronami, là một mỹ phẩm đầu tiên là phải nói tới là của Nhật Bản 100% ha, là Nhật Bản 100%. Việc thứ hai nữa là thành phần trong Tronami là thành phần cực kỳ an toàn cũng như là bảo vệ da cực kỳ tốt luôn, vì vậy mọi người không cần phải lo. Hiệu quả thứ ba là hiệu quả vô cùng tuyệt vời đối với Phương Lê. Phương Lê thấy vậy, da Phương Lê thật sự đẹp đúng không? Phương Lê không có phải khen mình đẹp, nhưng mà da mình đẹp so với trước đây rất rất là nhiều, sau khi da Phương Lê bị xấu đi, bị thời gian nó hủy hoại rất là nhiều, vì cái tuổi tác của mình, sinh con rồi đi nắng, đi nói chung là tất tần tật mọi thứ. Mà bây giờ Phương Lê giống như là Phương Lê lột ra được cái da, mọi người biết không, giống như y chang giống như mình lột được cái da, với cái da xấu xí đó mình vứt đi, và bây giờ mình có được một cái da nuôi dưỡng non nớt đáng yêu như vậy. Nhìn nó mong manh, nhìn nó trong veo, nhưng mà không hề yếu đuối nha mọi người. Da Phương Lê là đi nắng, đi biển, đi gì cực kỳ thoải mái. Phương Lê đi công trình mỗi ngày, nói chung là Phương Lê là cái người không có sợ nắng đâu.